Chào mừng bạn quay trở lại kênh Bài học Thành Công. Có thể nói, năm vừa qua là năm bất ổn nhất của thị trường tiền tệ nước ta. Vậy đâu là điều cần đặc biệt lưu ý trước khi gửi tiền vào ngân hàng để tránh mất tiền oan? Những sai phạm trong quy định gửi tiền ngân hàng xảy ra liên tục. Gửi tiết kiệm thì bị chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng. Gửi tiết kiệm nhưng hợp đồng nhận được không phải là sổ tiết kiệm hay thẻ tiết kiệm mà là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Vụ án rung động thị trường tiền tệ nước ta khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố vì rút ruột ngân hàng SCB hơn 1 triệu nghìn tỷ đồng. Thực sự, người dân vừa gửi tiền ngân hàng vừa lo lắng liệu gửi tiết kiệm có phải là phương án an toàn lúc này hay không? Dù hiện tại, các ngân hàng liên tục giảm lãi suất về mức dưới 6% một năm, nhưng thị trường tiền gửi tiết kiệm vẫn rất sôi động. Điều này được cho là bởi các kênh đầu tư khác khá ảm đạm. Thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, cho vay thì sợ bị giật nợ. Thị trường bất động sản dường như chạm đáy và giao dịch trì trệ. Giữ tiền mặt hay mua vàng để ở nhà thì sợ trộm, không biết cất ở đâu an toàn. Thật đúng là đau đầu vì nhà giàu. Vậy trước khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, bạn cần đặc biệt lưu ý những điều nào? Cách tính lãi ra sao? Bạn có lấy được tiền nếu ngân hàng phá sản không? Thì đây là 6 lưu ý cần biết trước khi gửi tiền vào ngân hàng năm 2024 để tránh mất tiền oan. Lưu ý thứ nhất, lãi suất và kỳ hạn gửi. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người quan tâm đến lãi suất ngân hàng là bao nhiêu khi gửi nhưng lại chưa biết được cách tính lãi như thế nào. Điều này khiến cho việc nhận lãi không đúng như mong muốn, thậm chí bị thất thoát số tiền mà mình đáng được nhận vì gửi sai kỳ hạn. Hiện nay, các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thường tính lãi bằng hai cách như sau. Cách thứ nhất, tính lãi theo số ngày gửi. Tiền lãi bằng tiền gửi nhân mức lãi suất chia cho 365 và nhân với số ngày gửi. Như vậy, nếu như bạn gửi kỳ hạn 1 tháng và tháng đó có 31 ngày, thì bạn sẽ được tính lãi của 31 ngày. Cách thứ hai, tính lãi suất theo tháng. Với cách này, tất cả các kỳ hạn sẽ được quy ra tháng và tính lãi suất theo công thức. Tiền lãi bằng tiền gửi nhân mức lãi suất chia cho 12 nhân với số tháng gửi. Bên cạnh cách tính lãi suất, bạn cũng cần lưu ý chọn hình thức nhận lãi như thế nào. Trước kỳ, định kỳ hàng tháng, quý hay nhận lãi cuối kỳ. Ngoài ra, có một số ngân hàng còn có các kỳ hạn giống nhau nhưng lãi suất khác nhau tùy theo chương trình huy động vốn. Do đó, khi gửi tiết kiệm, bạn cần xem xét đến các yếu tố. Kiểm tra xem lãi suất và kỳ hạn trên sổ có đúng với lãi suất được tư vấn hay không. Lãi suất đang áp dụng là lãi suất cố định hay thả nổi. Lãi suất cố định là lãi suất được giữ nguyên trong suốt thời gian gửi. Còn lãi suất thả nổi là lãi suất tăng giảm tùy thuộc vào chính sách của ngân hàng. Dĩ nhiên, tôi khuyên bạn nên chọn hình thức lãi cố định và nếu có một số tiền lớn thì nên chia ra làm hai sổ. Một sổ gửi thời gian dài để hưởng lãi suất tốt và cố định. Sổ còn lại thì nên gửi ngắn hạn để tiện dùng cho việc cần thiết. Lưu ý thứ hai, ngân hàng phá sản có rút được tiền không? Mặc dù trong lịch sử Việt Nam hơn 45 năm sau thống nhất đất nước đến nay chưa từng có tiền lệ ngân hàng phá sản. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thị trường có quá nhiều biến động như hiện nay, giả sử thôi nhé, bạn gửi tiền ở ngân hàng X và ngân hàng này bị phá sản. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể rút được tiền hay không? Theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 thì các ngân hàng muốn huy động vốn hay nhận tiền gửi từ người khác cần phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, tại Điều 3, Quyết định số 32/2021, QĐ-TTG cũng quy định rằng mức bảo hiểm tiền gửi là 125 triệu, bao gồm gốc lẫn lãi cho một khoản tiền gửi. Nếu ngân hàng hay tổ chức tín dụng bị phá sản, thì chủ sở hữu tài khoản tiền gửi này sẽ nhận được tiền bảo hiểm cùng với số tiền đền bù từ hoạt động thanh lý tài sản của ngân hàng. Trong khi đó, luật phá sản cũng quy định một tổ chức phá sản thì số tài sản thanh lý sẽ được ưu tiên cho chi phí phá sản và quyền lợi của người lao động, sau đó mới đến các khoản thanh toán khác. Như vậy, giả sử bạn gửi tiết kiệm tại ngân hàng X và ngân hàng này tuyên bố phá sản thì bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm là 125 triệu và tiền đền bù còn lại của ngân hàng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ví dụ mà thôi, bởi mỗi ngân hàng hoạt động đều dưới sự đảm bảo của ngân hàng nhà nước. Trong lịch sử đã từng có các ngân hàng hoạt động yếu kém nhưng dưới sự điều phối của ngân hàng nhà nước này đã trở thành ngôi sao sáng trong thị trường tài chính như ngân hàng TP Bank chẳng hạn. Cho nên, một ngân hàng muốn phá sản ở Việt Nam thật không hề đơn giản, đúng không ạ? Lưu ý thứ ba, có được rút tiền trước hạn không? Khi gửi tiết kiệm, thường chúng ta sẽ chọn lãi suất từ 1 năm trở lên. Điều này cũng dễ hiểu bởi các ngân hàng thường áp dụng nguyên tắc gửi càng lâu thì nhận lãi suất càng cao. Dù khi gửi tiết kiệm lâu dài sẽ hưởng được lãi suất cao, nhưng giả sử bạn cần tiền trước hạn thanh toán tiền gửi tiết kiệm thì sao? Liệu có được rút hay không? Câu trả lời là có nhé. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là khi rút tiền trước hạn, bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí phạt và nhận lãi suất không kỳ hạn. Thường sẽ hưởng lãi thấp hơn 1% một năm. Nếu bạn nhận lãi trước kỳ hoặc định kỳ thì phải hoàn trả lại số tiền lãi đã được hưởng trước. Như vậy, bạn sẽ nhận được số tiền bằng tiền gốc, trừ tiền phạt, trừ tiền chênh lệch lãi suất. Tôi sẽ lấy một ví dụ để bạn dễ hình dung như sau.
Giả sử bạn gửi tiết kiệm 100 triệu tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 5% một năm. Bạn gửi kỳ hạn 12 tháng. Số tiền lãi bạn nhận định kỳ hàng tháng là 5 triệu chia cho 12 bằng 417.000 đồng một tháng. Bạn đã nhận được 7 tháng tiền lãi. Đến tháng thứ 8, bạn cần rút số tiền này ra để sử dụng. Lúc này bạn phải thanh toán phí phạt theo quy định ngân hàng Vietcombank, hoàn trả 7 tháng tiền lãi bạn đã nhận và ngân hàng thanh toán cho bạn lãi suất không kỳ hạn là 0,2% một năm, tương đương với số tiền 16.000 đồng một tháng, tương đương 117.000 đồng. Lúc này tiền bạn thường nhận được sẽ bằng 100 triệu trừ tiền phạt trừ 417.000 nhân 7 cộng 117 bằng xấp xỉ 97 triệu. Nghe có vẻ giống như bạn bị lỗ nhỉ? Và để tránh bị lỗ quá nhiều nếu gửi số tiền lớn, tôi khuyên bạn đừng vội rút hết tiền trong sổ tiết kiệm. Thay vào đó, hãy vay thế chấp tài sản bằng sổ tiết kiệm trong thời gian ngắn, có thể là 1-2 tháng hoặc vay đến khi sổ tiết kiệm của bạn tất toán. Như vậy, bạn vừa có thể sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân và còn không bị lỗ quá nhiều vì chênh lệch lãi suất giữa tiền vay và tiền gửi thường không quá lớn. Hoặc bạn cũng có thể chia nhỏ sổ tiết kiệm ra. Một số lớn dùng để hưởng lãi suất cố định và những sổ nhỏ gửi ngắn hạn để phòng những việc cần tiền đột ngột. Lưu ý thứ tư, xem kỹ các thông tin trên sổ, thẻ tiết kiệm. Một trong những sai lầm phổ biến khi gửi tiết kiệm chính là không xem thông tin kỹ trên sổ, thẻ tiết kiệm của mình. Tuyệt đối không ký chức bất kỳ giấy tờ nào không rõ ràng còn bỏ trống. Đến khi bút ra cả rối mỡ thì bạn mới biết mình đã ký nhầm vào những giấy tờ gì và lúc đó thì đã muộn. Do vậy, khi gửi tiết kiệm, bạn cần tránh làm rò rỉ thông tin và cần xem xét kỹ các thông tin trên sổ, thẻ tiết kiệm ngay tại quầy. Theo quy định tại Điều 7, Thông tư 49 năm 2018 TT Ngân hàng Nhà nước, sổ tiết kiệm hay thẻ tiết kiệm là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của người gửi với số tiền được gửi tại ngân hàng. Và sẽ có những nội dung cơ bản sau. Tên tổ chức tín dụng, ngân hàng và con dấu hợp pháp. Họ tên, chữ ký của giao dịch viên. Họ tên, chữ ký của người đại diện hợp pháp tại chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng. Họ tên, số sổ, ngày cấp của người gửi hoặc những người đồng sở hữu tiền gửi. Số thẻ, số tiền, loại tiền, kỳ hạn, ngày đến hạn thanh toán, lãi suất, phương thức trả lãi. Các điều khoản chung theo quy định của ngân hàng và tổ chức tín dụng đó. Những thông tin này bao gồm các lưu ý khác như mất sổ, sổ bị nhàu nát, quá hạn thanh toán, địa chỉ truy cập thông tin của ngân hàng, tổ chức tín dụng và thường được in phía sau sổ, thẻ tiết kiệm. Với những thông tin trên, bạn cần kiểm tra thật kỹ trước khi rời khỏi quầy giao dịch. Đặc biệt lưu ý với thời đại 1 mét đất có đến 10 kẻ lừa đảo thì bạn cần đọc kỹ tất cả các giấy tờ trước khi ký. Lưu ý thứ 5, gửi tiết kiệm bằng vàng được không? Hiện tại thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các tổ chức tín dụng, ngân hàng chỉ nhận tiền gửi tiết kiệm là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ, chứ không cho gửi tiết kiệm bằng vàng. Thay vào đó, người dân có nhu cầu gửi vàng tại các ngân hàng sẽ thực hiện thủ tục thuê két ngân hàng để ký gửi. Với hình thức này thì bạn không có lãi và phải trả thêm phí thuê két. Lưu ý thứ 6, người gửi tiền tiết kiệm qua đời thì ai sẽ được rút tiền? Một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng lại có thể xảy ra trong đời thực. Giả sử người gửi tiết kiệm chẳng may bị mất thì số tiền đó có rút được không? Và ai sẽ được thực hiện rút tiền? Trước hết, muốn rút tiền gửi tiết kiệm thì cần dựa vào hai yếu tố. Người mất có để lại di chúc không? Nếu số tiền gửi tiết kiệm có trong di chúc thì sẽ chia theo di chúc. Nếu không để lại di chúc thì sao? Số tiền tiết kiệm sẽ được chia theo luật thừa kế. Lúc này những người thuộc hàng thừa kế, vợ và con hoặc những người cùng huyết thống, trường hợp người mất là ông hoặc bà, những người thuộc hàng thừa kế sẽ liên hệ với ngân hàng, tổ chức tín dụng và thực hiện theo hướng dẫn. Cụ thể, những người thuộc hàng thừa kế sẽ thực hiện văn bản thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế tại các tổ chức hành nghề công chứng. Sau khi xác lập thỏa thuận này thì sẽ nhận lại tiền thừa kế và chia theo thỏa thuận đã ký kết. Kính thưa quý vị và các bạn, không chỉ người nghèo mới khổ, người giàu cũng đau đầu khi mà có tiền chẳng biết đầu tư ở đâu. Gửi tiền tiết kiệm thì cũng phải cực kỳ cẩn thận để bảo toàn số tiền của mình vất vả làm ra. Hy vọng qua video này, bạn đã hiểu hết được những lưu ý cần thiết trước khi gửi tiền vào ngân hàng để tránh lâm vào tình trạng bị mất tiền oan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.